Chúng ta sẽ demo cái bài slide 2 trang 22. Rồi, chỗ này in slide 2 page 22. Slide 2 trang 22. Trong này chúng ta sẽ có biểu thức cộng trừ nhân chia phần trăm. Giả sử thầy sẽ khai báo biến A, thầy gán bằng 20, khỏi nhập ha, nhập mất công. In biến B bằng 8 chấm phẩy. Mình sẽ có biểu thức, ví dụ in tổng bằng A cộng B. In hiệu bằng A trừ B. In tích bằng A nhân B. Thương, in luôn ha, in thương bằng A chia B. In dư bằng A phần trăm B chấm phẩy. Rồi, như vậy mình đã có chừng đó cái con số mà sử dụng cộng trừ nhân chia phần trăm. Bây giờ xuất ha, print F. Xuất cái gì? Xuất chung nha. Chú ý cái xuất chung nè. Tổng 2 chấm phần trăm D. Cách ra cái hiệu 2 chấm phần trăm D. Cách ra tích 2 chấm phần trăm D. Cách ra thương 2 chấm phần trăm D. Gì nữa? Cách ra dư 2 chấm. Chú ý cái chỗ phần trăm D nha. Phần trăm D. Rồi mình cần xuất cái gì thì phía sau dấu phẩy mình sẽ đưa đúng vị trí của nó. Ví dụ tổng thì mình ghi vô đây tổng. Phẩy hiệu phẩy tích phẩy thương phẩy dư. Kịp chỗ này không? Mình có nhiều vị trí để xuất. Thứ nhất là tổng là mình chỉ nó xuất đây. Hiệu mình chỉ nó xuất đây. Như vậy mình có mấy vị trí? 1, 2, 3, 4, 5. Thì ở đây mình cần 1, 2, 3, 4, 5 giá trị để xuất. Lúc nãy thì mình chỉ dùng lệnh xuất có một vị trí xuất thôi. Còn bây giờ lệnh xuất của mình có đến 5 vị trí xuất. Nếu như bạn đổi hiệu ra trước thì sao? À, mình chạy trước đi để mình thấy. À, mình chưa gọi cái này. Mình sẽ gọi cái slide 2 trang 22. Còn hàng biến mình bỏ. Tổng bây giờ mình xuất ra hai cái là AB đi cho nó dễ thấy ha. A 2 chấm A bằng phần trăm D. Cách ra B bằng phần trăm D xuyệt N. Rồi chỗ này mình phải cần xuất thêm gì? À, A phẩy B phẩy. A bằng 20, B bằng 8, tổng là 28, hiệu là 12, tích là 160, thương bằng 2, dư bằng 4. Nếu như mình đảo thì sao ta? Tổng thành hiệu, hiệu thành tổng thì chuyện gì xảy ra? Tổng hiệu, hiệu tổng đổi nhau.
là 20, B là 8, tổng 12, hiệu 28. Ủa thì mình chỉ nó xuất ở đâu, nó xuất ở đó chứ nó đâu có biết. Nó đâu có biết cái gì đâu. Thì mình chỉ là vị trí đầu tiên là tương ứng với biến đầu tiên. Vị trí thứ hai tương ứng với biến thứ hai. Vị trí thứ ba tương ứng với biến thứ ba. Mình chỉ nó để đâu thì nó để đó. Nó rất là dễ nghe ha. Cha mẹ đặt đâu là con ngồi đó. Như vậy chỗ này trong cùng một chuỗi định dạng này, mình thêm dấu xuống dòng thì A và B nó sẽ tự động nó xuống dòng cho chúng ta. A và B. Kịp không? Bài này chúng ta demo về các phép toán cộng, trừ, nhân, chia và lấy dư. Rồi chỗ chia nè, thấy ổn không? Thương 20 chia 8 bằng mấy? Thôi bây giờ mình lấy cái chỗ này đi, 10 chia 4 đi bằng mấy? À 2,5 chạy cái coi, bằng 2. Được không? Không. Mình phải đổi cái này thành kiểu gì? À kiểu của nó là lot. Vậy chỗ này thương đổi lại thành F. Nhìn kỹ nha, mình đang kỳ vọng nó là kiểu plot. Đây, xuất kiểu lot luôn. Chào các anh, em vẫn là 2. Được chưa? Lý do chấm mấy nó cũng ra 2 hết. Lý do tại sao? Lý do là A kiểu gì? Nguyên. B kiểu gì? Tự động nó tính ra kiểu nguyên. Đó là F kiểu tự động. Vì bây giờ trời không chịu đất thì đất chịu trời thôi. Chỗ này làm gì đây? Nhân 1.0. 1.0 là kiểu gì? Là kiểu thực. Lấy kết quả nhân 1.0. F kiểu cũng được. Nhưng đây đâu rồi? Kết quả nhân 1.0. Nhân 1.0. Mở ngoặc A nhân 1.0 chia B. F luôn. 2.5. Này là F. F nó. F cái số A đó là 10 trở thành 10.0. Sau đó mới chia 4. F kiểu ha, đó là mình ép. Còn nếu như mà bạn để A chia B bình thường thì nó không ra. Nó ra số nguyên. Bởi vì kiểu nguyên với kiểu nguyên thì ra nguyên. Cộng trừ nhân chia phần trăm. 10 chia 4 dư 2. Kịp không? Bài này chúng ta sẽ biết đến là được là gì? Cộng trừ nhân chia phần trăm. Và mình xuất nhiều vị trí cùng lúc. Bạn muốn xuất nhiều vị trí cũng được cả. Thì cứ ứng với mỗi cái vị trí định dạng thì bạn có một cái biến để đưa ra. Cứ ứng với một vị trí thì bạn đưa ra. Được không? Ví dụ chỗ này người ta cho AB và thầy mong muốn xuất là phương trình AX cộng B bằng 0. Ví dụ thầy muốn xuất như vậy. Thì chỗ này thầy không có tổng hiệu tích thương nữa, mà thầy ghi là RNF phương trình AX
cộng B bằng 0. AX cộng B bằng 0. Nhưng cái A của mình là 10, B của mình là 4. Vậy mình làm sao? À, chỗ A này phần trăm D, B này phần trăm D, và ở cuối đây chúng ta sẽ có phẩy A, phẩy B. Thì chương trình của chúng ta nó sẽ xuất ra phương trình 10x cộng 4 bằng 0. Nó là lệnh Friend truyền tham số, mà mình muốn truyền hai vị trí thì phần trăm D hai vị trí, rồi đưa hai cái biến vô thì nó xuất thôi. Có ai gặp khó khăn chỗ này không? Cái gì cũng thấy dễ, nhưng mà chỉ có làm thì nó dễ sai thôi, chứ còn lúc mà thầy giảng thì cái gì cũng dễ. Được chưa? Khá dễ các bạn.